Tôi là Bear Green. Tôi đã từng lên đỉnh Everest và băng qua những đại dương băng của Bắc Cực. Giờ, tôi ở Ecuador, một đất nước của rừng rậm và những dãy núi cao ngất. Hàng năm, có tới hàng trăm người cần được cứu ở đây. Tôi sẽ cho các bạn thấy những kỹ năng cần thiết để sinh tồn. Ecuador, một đất nước có kích thước bằng Nevada, là quê hương của dãy núi dài nhất thế giới và cánh rừng lớn nhất bất khả xâm phạm, Amazon. Năm ngoái, hơn 1 triệu người đã đến để trải nghiệm vùng hoang dã rộng lớn này, nơi không bị thay đổi qua hàng thiên niên kỷ. Nhiều người cần được cứu. Tôi sẽ đặt mình vào vị trí của một du khách bị lạc ở khu vực này. Tất cả tôi có là một chai nước, một con dao và một dụng cụ tạo lửa. Một đội ngũ quay phim sẽ theo sát bước chân tôi. Tôi đang ở độ cao hơn 9.000 mét ở dãy Andes. Quang cảnh rất đẹp. Quanh tôi đang là những dãy núi hùng vĩ nhất thế giới. Nhưng ở đây rất lạnh, chỉ vài độ trên nhiệt độ đóng băng. Không khí rất loãng, cũng đồng nghĩa với việc bay trực thăng là rất nguy hiểm. Vì thế tôi dùng dù lượn để tới đó. Tận dụng dòng khí nóng, tôi sẽ bay qua dãy Andes với hy vọng sẽ hạ cánh ở nơi nào đó gần rừng Amazon. Dãy Andes rất rộng lớn, kéo dài tới hơn 4.500 dặm từ Bắc xuống Nam. Ở đây cũng có một vài trong số những núi lửa cao nhất và hoạt động tích cực nhất thế giới. Sự thay đổi dòng khí đã khiến tôi hạ cánh xuống một quả đồi trọc. Những đầm lầy ở độ cao bao phủ hầu hết diện tích khu vực này. Rõ ràng không phải là nơi tôi muốn đến. Đây sẽ là một cú hạ cánh nhanh. Nhìn kìa, nếu bạn có thể thấy, ở đây sâu tới eo luôn. Không chỉ thế, ở đây còn rất lạnh, và tôi cần phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Bùn ở đây rất đặc và dày. Đây không phải là một sự khởi đầu tốt. Tôi vẫn đang ở độ cao hơn 3.600 mét và nhiệt độ chỉ hơn mức đóng băng một chút. Bị ướt và lạnh ở độ cao thế này là điều chết người. Phía dưới tôi là rừng rậm dày đặc kéo dài hàng dặm, được gọi là rừng mây bởi độ cao của chúng. Còn dưới nữa là rừng rậm Amazon nóng ẩm. Tôi sẽ hướng thẳng xuống khu rừng, nơi tôi biết là các nhánh của sông Amazon chảy về, và ở đó sẽ có sông. Thường sẽ có người sống an toàn. Hãy nhìn thung lũng khổng lồ này. Tôi chỉ có thể nhìn thấy được đến những cánh rừng mây. Và dù nó tuyệt đẹp, nó vẫn gây hoang mang cực độ. Mọi việc còn hơn cả khó khăn đang chờ phía trước. Người vẫn ướt đẫm và lạnh. Tôi đang ở độ cao khoảng 3.600 mét và nguy hiểm là bệnh hạ thân nhiệt và phơi nhiễm. Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết cả hai thứ này đều có thể đến rất nhanh. Đó là sự kết hợp chết người, cái lạnh, ướt và độ cao. Và tôi sẽ phải xuống rất nhanh. Cứ xuống thấp 300 mét là nhiệt độ lại tăng lên 2 độ. Giờ tôi phải xuống ít nhất 600 mét. Có lẽ sẽ phải xuống khoảng 3 km từ đây. Trời đang mưa, nhưng tôi bắt đầu thấy có một vài cái cây. Đó là dấu hiệu tốt. Tôi có lẽ không quá xa những cánh rừng mây. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục di chuyển xuống. Nhưng di chuyển trên độ cao này là rất vất vả. Ở đây, nhiệt độ cao 3.000 mét, oxy loãng hơn 15% so với mực nước biển. Mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. And beneath me,
Phía dưới tôi là những cánh rừng mây. Nhưng đó là tin tốt. Đó là cơ hội tốt nhất để tôi tìm thấy một nơi trú ngụ và thức ăn. Thảm thực vật thay đổi nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên. Ở đây ấm hơn tới 20 độ và bạn như bước vào một thế giới khác. Đây là một nơi tươi tốt nhưng rất kỳ lạ. Không khí nóng bốc lên từ những khu vực nhiệt đới dưới kia, ngưng tụ lại ở đây, ở độ cao khoảng 2.500 đến 3.000 mét. Ở đây chỉ có mây và mưa, không có gì ngoài mưa ở đây. Và đó là âm thanh duy nhất bạn có thể nghe thấy. Hãy nhìn xem mọi thứ ướt át đến thế nào. Nhìn này, tôi sẽ xé một đám cây này ra, vắt nó, có rất nhiều nước. Chúng chứa rất nhiều nước. Tôi chắc chắn sẽ tìm được một dòng chảy ở dưới kia, nhưng tôi cũng ngửi thấy mùi ẩm mốc ở đây, mùi của những cây gỗ mục, mọi thứ đang mục giữa. Rừng mây dày đặc hơn hẳn so với những cánh rừng ở thảo nguyên. Môi trường này là nơi trú ẩn của hàng nghìn loại cây và sinh vật khác nhau. Hãy nhìn anh chàng này, tôi vừa tìm thấy nó ở mặt đất. Nó là một loài lưỡng cư và thường sống dưới lòng đất, ăn côn trùng và rác. Nhưng ở đây rất ẩm ướt và vì trời mưa nhiều nên có thể nó buộc phải lên mặt đất. Thật tuyệt khi bắt được một con như thế này ở đây. Cho dù ngoại hình của nó trông giống một con rắn, nhưng bản chất nó lại là một loài lưỡng cư không chân. Nó ăn sâu, nhện và côn trùng. Chúng ta sẽ thả nó đi. Nó trông có vẻ ăn được, nhưng dưới lớp da là độc tố, vì thế nó sẽ không phải là bữa trưa của tôi. Khi còn trong quân đội, tôi biết việc di chuyển trong rừng có thể chậm đến thế nào. Đôi khi bạn phải mất cả ngày chỉ để di chuyển được một khoảng một dặm. Và đây là những thứ khiến bạn hiểu vì sao. Rất dễ bị lạc và đi vòng tròn trong những khu rừng rậm rạp như thế này. Năm 1986, một đội tìm kho báu đã đến rừng mây để tìm kiếm vàng Inca. Truyền thuyết kể rằng, đế chế cuối cùng, Atahualpa đã giấu những kho báu của mình ở rừng mây tại Ecuador. Sau đó người ta cho rằng những kẻ tìm kho báu đã chết vì hoàn toàn mất phương hướng. Xác của họ được tìm thấy chỉ cách trại khoảng nửa dặm. Báo và rắn sống ở trong rừng, nhưng hiếm khi gặp chúng. Những sát thủ nguy hiểm hơn là các loài thực vật. Đây là một loài nấm thuộc bộ lá. Chúng rất độc. Nếu tôi ăn nó sẽ phá hủy thận tôi trong vòng 24 giờ. Và trong môi trường hoang dã, bạn không muốn mạo hiểm một chút nào. Trừ khi bạn là chuyên gia về các loài nấm và đặc biệt là nấm độc. Điều tốt nhất là tránh xa chúng. Chúng độc đến nỗi mỗi khi ăn phải, không có cách nào cứu được. Tôi sẽ đi thẳng xuống phía dưới. Đây là cách tốt nhất để tìm thấy một dòng sông. Nhưng mọi thứ đang rất chậm. Cây cối rậm rạp, ẩm và nóng. Những cây nho thậm chí còn tạo nên bức tường trước mặt bạn. Mọi thứ trở nên tối tăm vì chúng quá dày đặc và điều này không tốt chút nào. Bạn biết gì không? Đôi khi chỉ cần nghiền ngẫm một chút. Thật khó chịu. Tôi sẽ không phí năng lượng quý giá của mình để đẩy qua cái này. Tôi cần phải tìm một cách tốt hơn. Bỗng nhiên những bụi cây dày đặc dẫn đến một cái khe hẹp. Có lẽ đây là kết quả của hàng trăm năm xói mòn. Nó giống như một con đường cao tốc giữa rừng, có thể dẫn đến một dòng sông. Nhưng có vẻ như nó dẫn đến một cái hang thì đúng hơn. Hãy xem trong này có gì. Những hang động thế này là nơi nguy hiểm. Nhưng tôi cần phải theo kế hoạch của mình, theo dòng chảy này. Có gì đó đang bay ở đây. Tôi đang ở một cái hang hẹp tại Ecuador, nơi tôi hy vọng sẽ dần đến một dòng chảy. Nhưng tôi không chỉ có một mình. Nhìn này, bật chế độ ban đêm lên, đeo nó vào. Anh thấy không? Chúng là những con rơi, hàng trăm con. Bạn có thể cảm nhận cánh của chúng đập trên đầu mình.
Chúng là những con vật biết bay rất đặc biệt bởi chúng định vị bằng sóng âm. Những con rơi mũi nhọn sống ở đây từ rất lâu rồi. Chúng đông đến nỗi tôi có thể bắt một con bằng tay không. Nhưng tôi sẽ không làm thế bởi nếu bị cắn, tôi sẽ có thể mắc bệnh dại. Mùi hôi thối ở đây thật kinh khủng. Mặt sàn bị phủ kín bởi phân rơi và các loại chim. Khí gà ở đây cũng rất độc và là môi trường thuận lợi để những loài côn trùng phát triển. Tôi muốn ra khỏi cái hang này ngay. Một trong những loài tôi ghét nhất là rơi. Tôi cần phải tìm một nơi tốt hơn. Và đó là trong rừng mây dày đặc. Đây là điều tôi đã hy vọng. Một con lạch. Và tôi có thể bám theo nó xuống phía dưới. Hy vọng sẽ gặp một con sông. Những con lạch và dòng sông được coi là cao tốc trong rừng. Và khi tôi theo dòng xuống phía dưới, tôi đang nghe thấy tiếng nước ngày càng lớn hơn. Đây rồi, âm thanh không đánh lừa tôi, nước đây rồi. Nhìn này, dòng chảy mạnh này xuống thẳng từ phía trên Andes. Trên đó là băng tuyết và vì thế nước rất lạnh. Cần phải rất cẩn trọng với những dòng chảy thế này, chúng rất mạnh. Và phải rất cẩn thận khi đi dọc dòng chảy bởi chúng rất trơn. Nhưng nó có thể dẫn tôi đến Amazon, nơi tôi hy vọng sẽ tìm thấy con người. Trong rừng luôn có thức ăn nếu bạn biết cách tìm kiếm. Và nếu nhìn vào cây hoa lan này, đây là loài hoa lan tôi thích bởi chúng dễ nhận biết. Chúng được gọi là hoa lan vàng đốm nâu bởi chúng màu vàng và có những đốm nâu. Nhưng điều tuyệt vời là bạn có thể ăn chúng. Có tới hơn 10.000 loài thực vật ở Ecuador. Những bông hoa mang lại cho tôi lượng đường. Nhưng tôi cũng muốn tìm thứ gì chắc chắn hơn. Có những lá cây dương sỉ non, chúng là thứ ăn được. Dân bản xứ quanh đây thường thu hoạch và ăn chúng. Nhưng bạn cần phải luộc chúng 2 lần trước khi ăn. Bạn có thể nhận ra chúng bởi hình giống đuôi khỉ. Và chúng cuốn lên ở phía trên như thế này. Phía dưới khá nhẵn, chúng được phủ quanh bằng một chất nhầy và trơn. Nhưng cái đó được phát triển để ngăn cản chúng bị ăn bởi những con bọ. Tôi sẽ cắt nửa trên và luộc chúng. Rồi sẽ ăn chúng sau đó. Luộc chúng 2 lần sẽ loại bỏ chất nhờn có độc tố, thứ có thể khiến bạn bị đau dạ dày cấp. Nhưng đã đến lúc tìm chỗ trú ẩn. Tôi có thể dựng một cái, nhưng có nhiều chỗ trú ẩn thiên nhiên ở đây. Có một cái hang ở kia, trong chỗ tối tối. Tôi thấy một vài cái. Nó sẽ là nơi lý tưởng. Những nơi kiểu như thế này để bạn có thể ngủ qua đêm. Nhưng đầu tiên, tôi phải vào hang. Chỗ nước này chảy quá mạnh và quá sâu để có thể lội qua. Vẫn chưa có chỗ nào để qua dễ dàng. Nhưng tôi đã thấy một vài cây tre. Và chúng khiến tôi nghĩ tới một cách mà người ta thường dùng để vượt qua những kẽ nứt trên Everest. Đây rồi, đây là những gì tôi thấy. Bụi tre này. Thực tế có khoảng hơn 100 loại tre. Và tôi hy vọng đây là loại tre thích hợp để tôi có thể sử dụng con dao của mình và tạo nên thứ giúp tôi qua được bên kia. Hãy xem nào. Đây rồi, nó cắt được. Thật tuyệt. Con dao cắt được rồi. Hai cây tre dài và một vài cành ngang buộc với những dây leo là đủ khỏe để có thể chịu được tới 200 pound. Sau đó tôi sẽ có thể sang bên kia để đến với cái hang. Tôi đang tìm một vài dây leo để buộc chúng lại với nhau. Nhưng thứ tôi cần không phải cái này. Những cái này đã chết và sẽ đứt dễ dàng. Tôi đang cần tìm những dây leo sống. Như thế này. Đây rồi. Cái này người ta gọi là dây leo linh lang.
chúng bền, mềm và vẫn còn tươi. Hãy tìm thêm một chút nữa. Tôi sẽ dùng những cành non hơn để làm thanh ngang. Giờ tôi đã có thanh ngang đầu tiên rồi. Và sau đó sẽ cần thêm những dây leo mềm để buộc chúng cho chặt hơn. Thiên nhiên luôn cung cấp đủ những gì bạn cần. Điều tuyệt vời của các dây leo là bạn chỉ cần một hoặc hai nút buộc, bởi chúng vẫn đang sống và ẩm, nên chúng gần như tự bó chặt với nhau, rất chắc chắn. Tre rỗng thân, nhưng cấu trúc của chúng và bản thân những cây to rất nặng. Cái này nặng cỡ 150 pound, vì thế hãy làm nó ở gần nơi bạn cần nó. Một khi đã vào vị trí, tôi có thể sẽ đi qua dòng chảy này để đến với cái thang. Cái thang này đã được hoàn thành, và dù những vật liệu tương đối nhẹ, giờ thì toàn bộ cái thang là khá nặng. Nhưng nó cũng sẽ cho thấy việc suy nghĩ mang lại hiệu quả thế nào. Ôi không, cái thang đã hỏng hoàn toàn. Tôi đang ở rừng mây tại Ecuador, cố gắng băng qua một dòng chảy xuống từ sông băng phía trên. Tôi đã làm một cái thang tre, nhưng nó đã hỏng. Đó là thực tế trong những tình huống sinh tồn. Mọi thứ không phải lúc nào cũng đúng như kế hoạch. Và tôi trở lại với điểm xuất phát, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Trời sẽ tối rất nhanh. Tôi sẽ phải lựa chọn dành ưu tiên cho cái gì. Điều quan trọng với tôi giờ là phải có một ngọn lửa. Tôi cần phải hong khô người và cần sưởi ấm. Điều rất tốt ở cánh rừng này là phía trên chúng rất dày. Nếu trời mưa, mọi thứ cũng không ảnh hưởng lắm. Tôi sẽ phải tìm một chút bùi nhùi để nhóm lửa. Tìm được bùi nhùi khô trong điều kiện ẩm ướt thế này có vẻ như là điều không thể. Nhưng không phải vậy nếu bạn biết cách. Ở đây, xung quanh có những đống phân thỏ. Đây này, đây nữa. Và dấu vết của thỏ, chúng tạo những cái hang phía dưới cỏ. Bạn có thể thấy ở đây. Và trong đó, bạn sẽ thấy cỏ khô. Nói một cách khác, có vẻ như những con thỏ đã làm việc đó vì tôi. Cần thêm một chút nữa. Tôi phải khẩn trương, trời ở đây mưa hàng đêm và đã bắt đầu lất phất mưa rồi. Mọi thứ ở đây rất ẩm ướt. Điều đó khiến cho việc nhóm lửa trở nên khó khăn hơn nhiều. Vấn đề là những cụm cỏ mà tôi kiếm được trước đây giờ cũng đã ướt mất rồi. Củi cũng ướt, mồi nhóm ướt. Và tôi rất lạnh vào lúc này. Ôi trời, mỗi lần tôi quệt nó cháy, cơn mưa lại làm nó tắt. Bạn biết không, chưa bao giờ tôi nghĩ mình không thể nhóm lửa thành công. Bạn biết đấy, đây là một trận đấu mà tôi đang thua cuộc. Giờ tất cả những gì tôi có thể làm với đống cỏ này là nhét chúng vào trong áo. Và làm chúng thành một lớp cách nhiệt. Hy vọng chúng sẽ giúp tôi ấm hơn trong đêm. Cũng hy vọng rằng chúng sẽ giúp tôi giữ lại nhiệt trong cơ thể. Điều này khiến tôi trông có vẻ như đã ăn rất nhiều bánh bơ. Nhưng nó sẽ có tác dụng. Tôi sẽ nuốt chửng một cái bánh bơ nếu có ở đây vào lúc này. Alice.
Đó chỉ là một trong những điều kỳ dị mà đôi khi bạn phải làm ở trong rừng lúc trời tối. Nhưng nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải giữ mình càng ấm càng tốt với đống cỏ này để có thể trải qua đêm nay tại đây. Trời mưa gần như suốt đêm, nhưng khi mọi thứ đang trở nên tệ hại, thường sẽ có những điều nho nhỏ mang lại hy vọng. Nhìn kìa, bạn thấy không? Bông hoa màu tím nho nhỏ đó, thật đẹp phải không? Trong điều kiện này, di chuyển qua những khu vực như thế này là rất khó khăn, nhưng sẽ luôn có những điều nhỏ bé khích lệ bạn. Với tôi, đó là việc nhìn thấy bông hoa kia, và tôi luôn nghĩ đến những điều như thế. Nó như một kiểu khích lệ của Thượng Đế. Bạn biết luôn tồn tại những điều như thế, không ai thấy, nhưng đó là thiên nhiên, điều tạo ra mọi thứ tuyệt vời. Tôi vẫn đi theo dòng chảy xuống dưới, với hy vọng sẽ dẫn tôi đến sông Amazon và khu vực dân cư. Sau khi ướt đẫm trong vòng 24 giờ, thể lực tôi đã cạn nhiều, tôi cần thức ăn và cần khô ráo. Nhưng trước khi đó, con đường đi dọc dòng sông của tôi đã bất ngờ kết thúc. Tôi có hai lựa chọn. Một là tôi có thể cố và lội tiếp. Vấn đề là tôi đang ướt đẫm và thứ nước này rất lạnh. Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm. Một lựa chọn khác là nhảy lên và trèo lên cái cây này. Bạn biết đấy, có thể cuối cùng tôi cũng sẽ vẫn ướt, nhưng ít nhất, cách này sẽ cho tôi cơ hội để giữ khô người. Tôi không thể làm sai lần này. Kéo cành cây với cả hai tay và dùng đà để đu chân lên. Nhưng cũng phải để ý tới những đám rêu nữa. Tôi đang ở bìa rừng mây. Từ giờ trở đi, hành trình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Tôi đã ra khỏi rừng mây ở Ecuador và bắt đầu vào đến khu rừng tốt của Amazon vĩ đại. Rừng mưa nhiệt đới ở đây có tới hơn 2.700mm mưa mỗi năm và là nơi trú ngụ của hơn 1 triệu loại thực và động vật. Tôi đang ở trong rừng mưa nhiệt đới và đang rất mệt. Tôi đang ở rất sâu trong rừng bởi những cái cây che phủ trên đầu. Một vài cây cao tới gần 25 mét. Ở dưới này rất ẩm, thực sự rất ẩm ướt. Nhưng tôi thậm chí còn đang gần hết sức ở một dòng chảy mà tôi hy vọng sẽ dẫn tôi tới một con sông, sông Amazon, và hy vọng sẽ có người sống. Nhưng trong mùa mưa thế này, đây là một thử thách khó khăn và có thể quật ngã bất cứ ai. Bạn có thể thấy hai dòng chảy gặp nhau tại một ngã ba. Nhưng điều quan trọng là hãy cứ theo dòng chảy xuống phía dưới. Phần này của Amazon có rất nhiều yếu tố hoang dã của thiên nhiên. Có tới hơn 8% những loài động vật trên trái đất ở đây. Hãy nhìn kìa. Đó là những con sâu lông cọ. Để tôi cho bạn biết, những con sâu này là những con lớn nhất mà tôi từng thấy. Chúng sống ở đây, ăn những phần mục của cây cọ, phần mềm phía bên trong. Nhưng chúng rất lớn, và người dân địa phương ăn những con sâu này. Họ coi chúng là một món ăn ngon. Chúng có rất nhiều protein và có thể ăn toàn bộ. Hãy nhìn chúng uốn éo kìa. Thật không tin nổi. Bộ tộc Huarani coi đây là một món ăn rất ngon, nhưng thật kinh khủng. Hãy cứ để họ giữ món ăn ngon của họ. Tôi sẽ ăn thêm một con nữa. Chúng béo và ngậy như phô mai, nhưng mùi vị thì tất nhiên không giống như thế. Dù sao, chúng cũng rất giàu protein. Is also good protein.
Nhưng ở Amazon, rừng mưa nhiệt đới cũng có nhiều thứ dễ dàng đưa lên đĩa. Trời đã bắt đầu mưa phùn, và đó là thời gian tốt để bắt cá. Mưa sẽ khiến chúng bị phân tâm và dễ dàng tiếp cận chúng hơn. Đầu tiên, tôi cần một loại vũ khí gì đó. Vì tôi đã đi bộ và tìm kiếm gỗ để làm một cây cung. Đây là cây cọ chôn ta già, đã ngã. Cái này là lý tưởng, bởi nó có đủ chiều dài và cũng dễ sử dụng. Cây cung tôi đang làm sẽ giúp tôi bắt cá theo cách mà người dân bộ tộc Huarini sử dụng hàng thế kỷ này. Nó đặc biệt có tác dụng khi bắt những con cá bơi nhanh ở những nơi nước nông. Cây cọ chôn ta này là một thứ hoàn hảo cho việc đó. Tôi chỉ mất 15 phút và đã có thể có được chiều dài như ý. Một thợ săn Huarini sẽ mất vài ngày để làm cái này, nhưng chúng sử dụng được vài năm. Hy vọng tôi sẽ không cần phải dùng nó lâu. Tôi giờ chỉ cần cắt một vài chỗ và sẽ nối chúng vào với nhau. Mọi thứ sẽ được sẵn sàng nhanh thôi. Cây cọ phát triển khắp rừng. Những cái lá của chúng chứa những sợi rất dai và hoàn hảo để làm dây cung. Đây rồi, tôi sẽ cắt ở cây cọ này và cho các bạn thấy làm cách nào. Một khi đã cắt nó, tôi cần phải mở nó ra như thế này. Sau đó tôi sẽ bỏ phần phía trong đi. Những cái lá này có vỏ rất bền. Giờ kéo chúng ra, đặt vào miệng và bắt đầu đan chúng. Đan lại sẽ tăng sức bền và cả sức căng của dây. Một khi đã được đặt lên cung, nó sẽ cần phải chịu được sức căng lớn. Và giờ để nối nó, tôi sẽ nối ở đầu cuối này. Tôi đã đặt một rãnh ở đây. Và ở mặt này, tôi cũng làm như vậy. Buộc cái này ở đây như thế này. Làm một cái thòng lọng. Đưa nó qua thế này. Tưởng tượng như một con thỏ chạy ra khỏi hang, chạy vòng quanh gốc cây và lại chui vào hang. Và giờ tôi sẽ uốn nó như thế này. Hy vọng nó không bị gãy. Và sau đó, cây cung đã sẵn sàng. Những mũi tên sẽ được làm từ loại gỗ chắc như cây cung, hoàn hảo để xuyên qua nước. Nhưng tôi đã không nhận ra rằng dòng chảy có thể là nhà của loài cá ăn thịt nguy hiểm nhất, piranha. Điều này khiến cho việc đi săn cá trở nên khó khăn hơn. Tôi đang ở rừng mưa nhiệt đới tại Ecuador và đang săn cá. Khu thực vật ở đây là nơi trú ẩn ưa thích của cá, đặc biệt là quãng thời gian này. Piranha cũng sống ở những dòng chảy như thế này, và chúng có thể giết chết bất cứ con mồi nào ngã xuống nước trong vòng một vài giây. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng có một đàn khoảng 100 con hoặc hơn. Cái ao này quá nhỏ cho từng ấy con, vì thế nó là khá an toàn. Thịt cá piranha rất ngon, nhưng chúng cũng khó bắt. Chúng rất nhanh, những con cá này. Gần đây, một phụ nữ đã đi lạc ở rừng mưa nhiệt đới và một mình sống sót trong 2 tuần bằng việc bắt cá piranha ở một dòng sông nước nông. Cô ấy chỉ dùng côn trùng làm mồi. Tôi cần phải tìm chỗ nước nông hơn, nơi có thể nhìn rõ những gì dưới đáy. Điều xảy ra ở đây là bạn sẽ nhìn thấy mực nước này khi ở trên bờ, thậm chí là khi bạn đã bước xuống nước, nhưng bạn không thể biết chắc nó sâu đến thế nào.
Có điều, có nhiều những mảnh vụn ở đây. Điều đó cho thấy những con cá bị kẹt ở đây. Và đây là chỗ nước nông. Đây là nơi tốt nhất để tôi có thể bắt được thứ gì đó. Tôi sẽ đặt máy quay dưới nước và bạn sẽ có thể thấy chúng bơi xung quanh thế nào. Có khá ít cá ở đây mà tôi nghĩ mình nên kiên nhẫn đợi thêm một chút. Tôi sẽ có gì đó. Đây rồi, một con nữa. Tuyệt vời, nhìn này. Và tưởng tượng xem, 1.000 con như thế này, bạn sẽ hiểu tại sao chúng có thể róc sạch một người trong vòng vài giây. Những chiếc răng sắc nhọn và con cá này thực sự rất nguy hiểm. Săn cá ở nước nông thế này trông có vẻ dễ, nhưng bắt được piranha theo cách này cần kiên nhẫn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng dưới 1 giờ, tôi đã có một bữa ăn. Tôi cần phải nhóm lửa, bởi piranha cần phải được nấu kỹ, vì chúng có rất nhiều ký sinh trùng có hại. Tôi đã làm một cái giá nhỏ ở đây, và tôi đã đun nó được một lúc rồi. Nước cũng đã sôi. Tôi cần phải chắc chắn rằng nước luôn được đun kỹ, vì tôi cần phải đun những lá cây dương xỉ non tới 2 lần nước. Tôi cũng có một ít tre non ở đây. Còn con cá bây giờ đã sẵn sàng rồi. Nó chắc chắn sẽ là một con cá rất ngon. Bạn nhìn này, những chiếc răng của nó vẫn đang nhăn nhở về phía tôi. Nhưng mùi thì rất thơm. Tôi cho nó vào cái lá này. Và thật tuyệt. Thật tuyệt khi có chút thời gian để nấu theo đúng cách và có gì đó ngon để ăn. Cá và lá cây dương xỉ thực sự đang là một bữa tiệc tuyệt vời của tôi. Và tất cả giờ trở thành một bữa ăn vô cùng quý giá và ngon miệng. Chúng hơi nhớp nháp, những lá cây dương xỉ này. Nhưng bạn biết không, nếu có thêm chút mayo sẽ thật tuyệt. Hãy thử cùng với một chút piranha. Với một con cá hung dữ như thế, ăn được nó là điều tuyệt vời. Với việc đã ăn no, giờ tôi cần là một giấc ngủ ngon. Có nhiều hang ở dọc theo hướng con sông chảy, và cái hang này trông không đến nỗi tệ. Nó có thể đủ lớn để tôi qua đêm ở đây. Luôn luôn kiểm tra liệu cái hang có trống hay không bằng việc ném một vài hòn đá hoặc gậy vào trước. Rắn và lợn rừng cũng thích những cái hang. Bóng tối sẽ sập xuống trong vòng 10 phút nữa và tất cả những gì cần làm là dọn sạch chỗ này rồi nhóm lửa. Tôi đã làm một kim tự tháp nhỏ để đốt lửa bằng những cành tre và một ít cỏ. Hy vọng nó sẽ có ích. Cuối cùng, tôi cũng có lửa. Và điều đó có nghĩa là đêm nay sẽ ấm. Thật khó ngủ. Đây là một trong những đêm mà bạn biết mình rất mệt, nhưng bạn lại không thể ngủ. Lý do là những âm thanh mà tôi đang nghe được. Những âm thanh đó khiến tôi bồn chồn, nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ cần sức khỏe để có thể chống chọi lại với sức mạnh của dòng Amazon vĩ đại.
I'll need all my strength to deal with the rapids of the mighty Amazon River. Bây giờ là rạng sáng ở rừng rậm Amazon và tôi đã thấy rất nhiều những vết đào bới gần cái hang để xem tôi có thể bắt được gì đặc biệt cho bữa sáng không. Và một lần nữa, những người bản xứ Huarani lại cho tôi một kỹ thuật tuyệt vời. Tôi đã tìm kiếm cây Comanchio này và đây chính là nó. Nó có những chấm trắng phía trên đỉnh lá và cuống rất dày. Những người bản địa sẽ cắt nó như thế này. Điều đặc biệt là nó có mùi cực kỳ khó chịu. Họ sẽ đưa xuống một cái hố, có thể là hang của một con tatu, một loại động vật có vú ở vùng này. Và cái mùi kinh khiếp ấy sẽ khiến con vật chạy ra. Tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi không muốn chút nhựa nào dính vào mình. Ngay khi cắt nó, tôi đã có thể ngửi thấy cái mùi kinh khủng ấy. Nó sộc lên tận óc, giống như mùi khai của ammoniac trộn lẫn với mùi hôi của con trồn. Có thể điều này sẽ giúp tôi bắt được một con gì đó, nếu may mắn, có thể là một con tatu. Đây là nơi thích hợp cho những việc như thế này. Có mùi gì đó quanh đây, có lẽ có con vật gì đó trong cái hang này. Những cái hang thường có hai cửa. Vì thế khi đút mùi hôi thối vào một bên, con vật sẽ chạy ra bên kia. Nó kia rồi. Nó kia rồi. Cây cùng gãy đúng vào lúc này. Con chuột đó phải tầm 2 kg. Tôi đã cố gắng đuổi theo và bắt nó nhưng nó đã chạy mất. Tôi cũng bị một vài vết thương khi đuổi theo nó. Nhưng trong rừng mưa nhiệt đới, có một loại cây có thể giúp tôi. Hãy nhìn những cái lá hình trái tim kia. Đó là thứ tôi đang tìm kiếm. Thân cây trơn này nữa, người bản địa gọi là Sangra de Drago, có nghĩa là máu của rồng. Người ta gọi nó như vậy là bởi vì lớp sáp phía trong nó màu đỏ. Và trước khi tôi đến đây, tôi đã được nhắn rằng hãy tìm cái cây này bất cứ khi nào bị thương, bởi lớp sáp của cái cây này khử trùng rất tốt và tốt cho việc làm lành vết thương. Hãy nhìn đây, ngay khi tôi chém vào thân cây này, bạn sẽ thấy lớp sáp lỏng đỏ như máu trào ra. Và sau đó, tôi sẽ dùng thứ sáp này để bôi vào vết thương. Nhìn này, ngay khi bôi vào, chúng chuyển thành màu trắng, như một loại xà phòng vậy. Chất sáp này giúp vết thương mau lành hơn, khử trùng và cũng giúp máu đông lại dễ dàng hơn. Một cái cây thật tuyệt. Giờ là lúc quay lại với dòng sông. Đó là hy vọng lớn nhất để tôi thoát khỏi nơi này. Giờ thì dòng sông đã đủ sâu để có thể bơi rồi. Và bơi theo dòng sẽ giúp tôi di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Kỹ thuật khi di chuyển nhanh dưới sông là giữ chân và bàn chân ở phía trước. Điều này sẽ giúp bạn tránh va chạm cơ thể với các tảng đá. Nhưng tốc độ cao sẽ khiến mọi việc trở nên nguy hiểm hơn. Giờ tôi đã ra đến con sông lớn. Đó là mục đích chính của tôi. Nhưng nó lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Vì thế, nếu tôi theo dòng sông này mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ là điều rất nguy hiểm. Tôi sẽ cần thứ gì đó giúp mình, kiểu như một cái thuyền hay bè. Những dòng sông như thế này là đường cao tốc của Amazon, và nếu một khi đã lên đó, nó sẽ đưa tôi đến nơi có người. Tôi đang di chuyển khá chậm dọc bờ sông. I'm making less than a mile an hour along this riverbank.
Giờ đây tôi đã nhìn thấy một loại cây có thể là giấy thông hành để tôi thoát ra khỏi đây. Cây bansa, một loại cây gỗ nhẹ. Chúng có vỏ màu xám lốm đốm và cánh lá giống như cánh quạt. Nó rất mềm và nổi trên nước. Tuyệt vời, giờ nó đã đổ xuống. Tôi sẽ cắt một đoạn khoảng bằng chiều dài thân mình. 10 năm trước, một nhóm người đi bộ đã bị lạc trong rừng. Họ sống sót bằng cách tạo một cái bè lớn từ cây bansa, buộc vào nhau bởi dây leo, và họ đơn giản là trôi theo dòng. Sau 3 ngày, họ đã đến được nơi có người. Dòng sông đang chảy về hướng đông, và tôi biết đó là nơi tốt nhất tôi có thể tìm thấy người. Mọi việc có vẻ như đang thuận lợi hơn, nhưng phía trước sẽ còn nhiều điều chờ đợi. Và điều tệ hại là bạn nghe thấy tiếng nước chảy trước khi nhìn thấy nó. Bạn sẽ không biết cái gì đang chờ đợi ở phía trước cho đến khi gặp nó. Tuy nhiên, cây bansa này có sức nổi rất tốt, nên tôi chỉ việc bám chặt vào nó và cầu nguyện. Dòng sông chảy với tốc độ khoảng 10 dặm mỗi giờ, và nếu tôi có thể giữ được trạng thái này, thì cơ hội thoát khỏi đây là rất lớn. Tôi sẽ dừng lại ở tảng đá kia. Mực nước giờ đã ngày càng thấp hơn, và những tảng đá sắc nhọn phía dưới có thể khiến tôi gãy chân. Đã đến lúc ra khỏi dòng sông. Tôi sẽ thả cây gỗ trôi đi. Thật tuyệt khi trở lại với mặt đất. Trong hành trình này, mỗi bước đi đều có cảm giác như đang chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng ở tình huống sinh tồn, mấu chốt là bạn không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi những kế hoạch đều phá sản. Mỗi ngày bạn sống sót là một ngày về gần nhà hơn. Tôi sẽ quay camera lại và nhìn xem. Không biết các bạn có thấy không? Ở kia có khói bốc lên và có một cái thuyền hay cano gì đó. Tôi luôn biết rằng nếu mình giữ hướng đi xuống cho đến khi tìm được dòng sông, theo dòng chảy ở Amazon rộng lớn, tôi sẽ đến được với nơi có người sống. Ngọn khói kia và chiếc thuyền cũng là dấu hiệu kết thúc hành trình của tôi.